Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Huy Vũ Robot. Ở trong video này là mình sẽ nói về một cái con robot solo ở cái mùa này em nhé, là sẽ sử dụng là cái bộ súng Ultimate Corona và Ultimate Glory. Thì cái bộ súng này là có một cái khả năng sốc đam cực kỳ to. Nếu như mà chúng ta lại còn kết hợp với lại cái con Drone Pascal và lại là cái con robot mới của bọn này là robot Pathfinder mà nó kết hợp nó tăng đam thì cực kỳ khỏe luôn các bạn, đam cực kỳ to luôn. Tôi chuẩn thì mình sẽ xuất phát là cái con robot Shell này, nó nổ địch này, cân địch này, cũng như là tanh và chống lại được là cái bộ súng điện của bọn này anh em nhé. Nhưng mà bên phía địch thì họ đã sử dụng là cái bộ súng lửa cho nên là nó có thể là phá vỡ được cái khuyên rồi. Thì nếu như mà trong cái trường hợp này thì mình nên sử dụng là cái con Ochokochi cũng được luôn. Thì Ochokochi thì vốn dĩ là bây giờ nó đã bị giảm sức mạnh rồi, nhưng mà cái khả năng mà đầu trận xuất phát ấy, tanh ấy, thì nó vẫn là hợp lý cả nhá. Đây, mình bắt đầu là sử dụng là cái con robot sân lâu để mà tích được hashtag này của cái con Drone Pascal, cũng như là tích được cái hashtag hỗ trợ và tăng đam thêm của cái con robot Pathfinder. Vậy thì mình sẽ có thể là tối đa là được tăng là tổng cộng là 120% đam đến từ cái con robot Pathfinder, và cũng như là được tăng thêm một số stack tăng đam đến từ cái kỹ năng của cái con phi công của robot sân lâu cũng như là Drone Pascal. Như vậy thì nó rất là khỏe luôn các nhá. Một lát nữa thì mình sẽ bắn cái con Titan như con người các bạn. Titan hạ gục Titan hay là bất kỳ những con robot nào chỉ trong vài nốt nhạc thôi, thì nhanh luôn. Ôi trời ơi, bên phía tâm địch ấy là một cái clan tàu khựa anh em, hack thì thôi rồi luôn anh em. Clan này thì tàu khựa thì cũng không phải ai cũng hack anh em, nhưng mà có một số những cái clan này thì chắc chắn là đã nổi tiếng lắm rồi, hack cực kỳ khỏe luôn. Nhưng mà bây giờ ấy là hiện tại là ở trong cái phiên bản là 10.0.2 ấy, thì Big Switch họ đã sửa được rất là nhiều lỗi rồi. Hiện tại thì bây giờ địch ấy nó không còn có cái khả năng là hack trụ nữa. Nhưng mà một số những cái bản hack hình như là vẫn còn khả năng hack trụ, mà Big Switch bây giờ họ đã cố gắng mà sửa cái lỗi hack các kiểu rồi. Cho nên là bây giờ ấy là cái team này thì bây giờ mình có thể hack được. Chứ trước đây mình gặp cái team này họ mà pick dam pick các kiểu lên thì gọi là hack trụ thì có thể là không một thắng là nổi đâu. Nhưng hôm nay thì cái lỗi hack thì đã được sửa rồi. Tiếp theo là bây giờ mình sẽ sử dụng và mình sẽ bắn cái con Titan Rock cho anh em xem này. Bắn cái con Titan Rock này. Rồi vỡ khiên xong rồi bắn vào máu luôn này. Đó, cực kỳ thấm luôn. Nhưng rồi có sao mình bắn. Úi dồi ôi, thấm quá anh em ạ. Úi dồi ôi, hỗ trợ này đấy. Đấy, tạm đủ cái con. Cái này thì khỏe rồi nhỉ, và có hỗ trợ đến từ cái con robot Pathfinder của team mình nữa, cực kỳ khỏe luôn. Pathfinder không biết là đã bị hàng gục chưa. Đây một anh bạn này anh đứng ở phía sau cột kìa, anh ta vẫn cố gắng là giữ được cái mạng của cái con robot Pathfinder để mà giữ được cái stack tăng đam. Nếu như mà Pathfinder này, anh bạn này trước mặt mình này, anh bạn này mà bị tiêu diệt ấy, là toàn bộ stack là mất hết luôn. Đấy, cho nên mình phải bảo vệ anh ta. Đấy, mình có sau lưng này, mình diệt con này luôn. Diệt con này luôn. Chạy đi bạn ơi, đứng để chết bạn ơi. Chết là mình mất stack luôn em ạ. Rồi đó, mình hỗ trợ và bảo vệ anh bạn này. Ok, anh em ta anh em ạ. Như thế nào, ui, Dragon team 1 hay nhất là xong rồi em ạ. Thủ đam của mình 10 stack tăng đam đến từ cái con Pascal cũng như là Pathfinder anh em ạ. Ui dồi, đặt cái to luôn rồi, mình bốc con nét quy cứ gọi là bốn được thôi luôn rồi anh em ạ. Luôn vào trong khiên của nó bắn luôn anh em ạ. Luôn vào trong khiên này, khỏe không anh em, cực kỳ khỏe luôn. Lát nữa mình sẽ săn cả cái con ui dồi Shell này, vỡ khiên Shell luôn, xong rồi mình sẽ săn cái con ui dồi Rock chơi luôn. Thôi mình lên chơi cái con FPL đi. Rồi ui, lại đi qua cùng nhau à. Đấy, nó ui có sao. Như sổ ui thấm quá anh em ạ. Thấm quá anh em ạ. Khỏe không anh em, cực kỳ khỏe luôn. Đó chính là cái sức mạnh của cái con robot Battler này, còn con robot Solo này mà được hỗ trợ bởi con robot Spider này nhé. Cực kỳ khỏe luôn. Rồi, cảm ơn những anh em đã theo dõi cái video này và cũng lắm rồi mình vẫn chưa làm video nhưng mà cảm ơn tất cả anh em vẫn còn ủng hộ mình. Chúc anh em nhé, chúc anh em một ngày vui. Xin chào và hẹn gặp lại.